Trong suốt chặng đường 70 năm đã qua, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã gặt hái được không ít thành công. Nhưng có lẽ thành công lớn nhất, đó là những tình cảm, sự yêu mến của hàng triệu thính giả ở cả trong và ngoài nước. Và đặc biệt hơn nữa là những người yêu đài đã tụ hội với nhau, thành lập nên những câu lạc bộ bạn nghe đài ở khắp các tỉnh thành. Là hồn thiêng dân tộc, là nguyên khí núi sông. Đây tiếng nói Việt Nam. Từ mọi miền tổ quốc, từ nông thôn cho tới thành thị, từ những cá nhân cho tới tập thể những câu lạc bộ bạn nghe đài, những thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chờ đợi và lắng nghe VOV đôi khi còn hơn cả một thói quen, một thú vui giải trí, mà dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Những cái chương trình thì tôi đi đâu đi hay làm gì, nhưng mà tôi cứ có cái đầu giờ ấy, là cứ thời sự 5 phút của cái đầu giờ ấy, thì kiểu gì tôi cũng phải nghe. Đấy. Và những nhiều lúc bây giờ có con có cháu ra bận nhiều rồi thì tôi nghe bằng hay nghe bằng buổi đêm, bắt đầu từ 10 giờ rồi đi thì tôi nghe. Lúc thì nghe, trước khi nghe cái câu chuyện bạn hay nói với tôi thì lúc thì nghe đọc truyện và lúc thì nghe thơ. Và hầu như ngày nào tôi cũng nghe. Cuộc sống bây giờ nó xô bồ, nó bề bộn quá. Thế nhiều khi là vừa cái thần kinh và vừa cả cái thể xác nó cũng mệt mỏi. Nhưng đến khi đi nghỉ thì tôi nhắm mắt vào. Nhưng tôi vẫn nghe được tin tức. Mà bây giờ cái chúng tôi lại hay khó ngủ. Nhưng mà với người khác ấy thì là khó ngủ thì người ta không có tiếng động. Nhưng tôi phải có đài tôi mới ngủ được. Tức là Đài Tiếng Nói Việt Nam thì chúng tôi nghe từ lúc chúng tôi vẫn còn nhỏ lắm. Lúc bây giờ, từ cái lúc mà đài vẫn còn, nó còn đơn sơ lắm. Nhưng nói chung là nghe đài thì nó có nhiều cái tiện lợi, lợi ích mà nó hay. Là bây giờ chúng tôi theo dõi đài trên Đài Tiếng Nói Việt Nam là có nhiều những cái chương trình thời sự khoa học là chúng tôi nắm bắt được dần xa rồi, là nhiều lúc là đi làm này ở ngoài đồng này vẫn mang theo một chiếc đài đi, rồi những cái chương trình dân ca rồi như tiếng thơ là chúng tôi nghe. Tôi thì tôi chỉ có nghe đài lúc nào nói không đi vắng thì thôi, nhưng mà ở nhà lúc nào cũng nghe đài. Thì chỉ nghe đài để một là cái hiểu biết cái nào ấy thì mình tham gia hiểu biết để dạy bảo các cháu, con cháu. Luôn luôn trân trọng tình cảm và sự tin tưởng của khán thính giả, độc giả. Đó là động lực cũng như mục tiêu để cán bộ Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hy vọng rằng trong tương lai, những hoạt động, những buổi giao lưu ý nghĩa sẽ được phát huy sâu rộng hơn nữa để thắt chặt hơn nữa tình cảm tốt đẹp giữa Đài Tiếng Nói Việt Nam và khán thính giả trên mọi miền của Tổ quốc.